Công ty cổ phần Mai Linh miền Bắc vừa có công văn đề nghị công an điều tra xử lý vụ việc một thanh niên đánh lái xe của hãng này chảy máu đầu sau một tình huống giao thông. Công văn gửi công an phường Cầu Diễn quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho hay là vào hồi 17 giờ 35 phút ngày 10 tháng 5, lái xe Đinh Văn Điềm của hãng điều khiển xe biển kiểm soát 30A 28099 di chuyển đến số nhà 65 Lưu Hữu Phước quận Nam Từ Liêm, gặp một chiếc xe dừng đỗ bên đường phía ngược chiều. Do đường nhỏ, lái xe taxi có bấm còi xin đường nhưng tài xế kia không chấp nhận rồi gây gổ đánh lái xe lái xe của hãng mai linh bị chấn thương vùng đầu hiện đang được điều trị tại bệnh viện thể thao công ty mai linh miền bắc đề nghị công an phường cầu diễn xử lý sự việc đúng theo quy định của pháp luật